Crap. Nhưng hôm nay mình nâng cả thế giới Bất cứ thứ gì mình đều có thể nâng lên và dịch chuyển theo ý muốn Từ những khối bình thường cho đến bác dân làng hay kể cả anh Golem Mình đều có thể nâng lên dễ như chở bàn tay Chỉ có con rồng mập là mình không biết làm sao thôi Tại vì nó nặng lắm, không biết mình đủ sức không nữa Mình sẽ cố gắng bưng nó lên rồi dục vô cái nồi nước sôi để làm món Rồng luộc nước dừa và để có thể nâng được mọi thứ mình cần làm một cái dụng cụ đặc biệt từ que và thủy tinh và trong đó có một thủy tinh màu xanh nên mình cần chuẩn bị hoa để nhuộm lấy dư một chút tặng cờ rết luôn đập đá để làm cái lò nung cát Bé heo ơi Anh mới có cái lò nung thôi à Chưa có than Mà hình như thịt của con phải nướng than mới ngon đúng không Vậy chờ anh xíu nha Than đây rồi ừ. Đi ngang đây mà không ghé thăm mấy bác dân làng Mấy bác giận mình á Tranh thủ mới được Bé heo ơi Anh đã chuẩn bị đầy đủ lò nung và than rồi nè thấy ánh mắt nó nhìn mình thật sự là không nở luôn á không nở ăn ít một lò nung cá một lò nung thịt ăn cái đã làm gì làm úi úi công nhận bé heo này ở dơ thiệt đã sợ đau bụng nung lên ăn rồi mà vẫn bị đau bụng ra khỏi chỗ này thôi thúi quá rồi bỏ hoa thanh cúc vào chúng ta có bột nhộm xanh bỏ thủy tinh xung quanh chúng ta có thủy tinh xanh và đây là thứ chúng ta cần Nhìn sao nó giống cây kem quá vậy ta Nhưng nhìn kỹ lại thì giống cây bút lông màu xanh Bé cù ơi bé cù Đứng lại cho anh test thử cây bút này cái Nào giờ con Tàng đi bộ dưới đất ăn cỏ không đúng không Ngày hôm nay anh sẽ cho con một ân huệ Đó chính là Gì ừ? gì yeah, yeah. Trời ơi Bé cù biết bay kìa mấy bạn ơi còn bị đặt quơ quơ cái chân nữa chứ Cứ thoải mái tận hưởng đi Anh nâng mày lên rồi không cần phải sợ hãi đâu Wow Rồi thả con ở đây nha Mình vừa tác hợp cho hai bé cù tìm thấy nhau á và cả khối quặng nữa nè mấy bạn ơi Mình phải khẩn trương qua khoe với mấy bác dân làng mới được Ủa mấy bác dân làng ơi Ủa sao không thấy ai hết vậy ta trời ơi một cái giường màu xanh đẹp quá giống màu với cây bút của mình hàng gì bác dân làng không sợ ăn trộm nghèo quá trộm nào thèm còn nhà bác hàng xóm này sao trời ơi trời nghèo nó cũng lây qua đường tình bạn nhà đã chật rồi còn bỏ bàn ghế trong đây nữa để quay đây nè tối tối ra ngồi hóng mát rồi vô ngủ wow Mấy bác dân làng đang chơi cái trò gì dưới đó vậy Ui Nhà bác nào mà xây dựng kiểu thoáng mát dưới vậy Không có cái nóc nhà luôn Rồi lỡ mưa chắc thành cái hồ bơi luôn quá Thôi để mình giúp bác Trời ơi trời Nhà cửa thì không lo lo đi bà Tám Chuyện gì cũng tới tay mình Để sẵn mấy cái quặng thang ở đây luôn Chừng nào muốn nướng thịt đồ ăn á Thì đập cái mấy nhà xuống Trời ơi Khoái rồi chứ gì <laughs> Khỏi cần cảm ơn Mấy cái kiện rơm để đâu rồi Cho con xin mấy ổ bánh mì là được <laughs> Ok bác Trời ơi lúa chín hết rồi Mà mấy bác này không chịu thu hoạch Làm gì trong đây vậy Thì ra là mắc kẹt ở trong đây Mắc mới gì chui vô đây làm chi rồi mắc kẹt Chán mấy bác dân làng này thiệt Rảnh rỗi xin nông nổi mà Ý anh Golem, trời ơi, bị đặt chui vô đây nấp nữa ha. Cái màu da của anh với cái màu lá nó không có giống nhau đâu. Ra đây em biểu, trời ơi, không phải bự con là em bưng không nổi đâu nha. Hôm nay em tập tạ đó, mà công nhận anh Golem nặng thiệt mấy bạn ơi. Đúng rồi tắm đi anh ơi Tắm nhiêu đây đủ rồi, đủ rồi Trời ơi Tắm nhiệt tình quá lỡ cháy luôn mấy cái phôi sắt làm sao Em nói đúng không anh Golem Dẫn <laughs> anh Golem đi tắm mát quá ảnh cho mình bốn phôi sắt để cảm ơn Kiếm thêm ít bánh mì Rồi lên đường đi công chuyện thôi Bác dân làng ơi Bữa nào rảnh rảnh con ghé lại chơi Giờ con đi nha <laughs> Thứ mà bây giờ chúng ta cần Đó chính là một bộ giáp sắt u uh, ngọc lục bảo công nhận đẹp quá ha xem nữa chơi ngu rồi là một cái áo thun một cái quần jean một đôi giày chạy bộ một cái rìu lâm tạc và cuối cùng là một cây cướp bây giờ có thể đào ngọc lục bảo được rồi wow. để dành lúc nào quay lại làng mua bánh mì ăn có cục đá lửa nào ở đây không Lấy thêm ít sợi chỉ để làm tơ Trời ơi Di chuyển được luôn nè Hello Né lều lèo Úi 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 Mình bưng ảnh lên mà ảnh cũng bắn được nữa hả Đó đúng rồi đúng rồi Quýnh lộn đi Đứng trên cao bắn sẽ lợi thế hơn Trời ơi anh kia bắn ngay chỗ hiểm của anh trai này luôn Rồi giữ khoảng cách anh ơi Cho em xin mấy cái tên nha Uh, hello anh zombie trời ơi anh cần lâu mới đụng vô được em á công nhận mình mạnh thiệt anh zombie mập địch vậy mà mình bưng lên nổi luôn được rồi mấy ngày nay thời tiết cũng hơi lạnh để em cho anh tắm suối nước nóng nha đúng rồi đó trời ơi anh lặn kìa mấy bạn ơi ui có khói bốc lên chắc là ảnh chín luôn rồi thôi mà tắm kiểu vậy cho thịt ảnh đỡ thối là một cái xô Xúc nước Bật lửa Xuống địa ngục báo mấy giang hồ dưới đó thôi Ồ Xin chào bé heo Ui Bé heo mập vậy mà bình bưng lên nổi luôn nè wow tới công chuyện mấy heo rồi anh sẽ cho con đi tắm suối nước nóng nha nhìn con hơi dơ rồi đó gì yeah, dì yeah. còn con thì sao để anh giúp cha con đoàn tụ nha công nhận mình tốt bụng ghê và chúng ta đã tới tàn tích pháo đài anh heo đó làm gì mà trầm tư suy nghĩ quá vậy ta hello anh heo trời ơi dạo này anh khỏe không ạ à? trời ơi vậy thì ok quá rồi hôm nay á anh không cần phải túc trực ở đây nữa đâu qua bên kia đứng chơi đi anh heo này cũng vậy qua đây đứng đi không cần canh gác nữa đâu ôi chào dân chơi Ở đây mà không chào hỏi anh trai này là không có được đúng rồi ấm không anh trời ơi anh cũng muốn tắm suối nước nóng đúng không OK. <laughs> anh heo đó khùng thiệt. Giờ tới anh heo này, đó. Chà bé heo này muốn gì? Heo nướng nha. Heo nướng nguyên con vậy ăn mới ngon đó mấy bạn. Đi ra chỗ khác chơi. Chỗ người ta đào vàng mà cứ đứng bắn. Đặt khối vàng xuống đây và đào. <laughs> Ủa rồi sao không leo lên đó đào luôn cho nó lẹ ta Màu mè chi cho nó mất thời gian <laughs> Làm cái nón đội vô Để không bị phân biệt giai cấp Hello mấy anh heo Đúng rồi Rồi mấy anh đứng xuống đây giùm em Trời ơi trời Lỗ tai cây hả Xuống đây Đổi cho em ít ngọc Ender nha Ông này đi đâu vậy Chui xuống đây Chưa được phép là không được đi đâu hết trơn á <laughs> Yeah. Ok. Chà, anh cho quá trời bình trà sữa kháng lửa luôn. Để coi trong rương này có gì. Ui, lại là tên. Cho hai tụi anh khói vàng này nè. Chúc hai anh ở đây chơi vui vẻ. Và từ đó hai anh heo ở bên nhau mãi mãi. Hello. Ôi, ôi, ôi. Ui da. Làm bình trà sữa vô liền. Chờ em xíu, em qua liền. Gấp quá ha. Anh heo này đi ra chỗ khác chơi giùm cái Chạy đâu cho thoát Xuống đây Bày đặt bay hả Đúng rồi Đậu ngay chỗ này cho anh Hôm nay đừng hòng chạy thoát Còn anh trai này đi đâu ra đó vậy Chui vô đây Ui chui hổng lọt hả Chui hổng lọt vậy thôi đi ra chỗ khác chơi Đủ rồi thank you anh Hả Ôi Sao tự nhiên biến thành cái lòng spawn heo rồi Hôm nay chuyển nhà nha anh trai Đúng rồi Qua đó ở đi Em xí cái nhà này rồi Chúng ta trở về đất liền thôi mấy bạn ơi Ở dưới đây tầm tối sợ ma quá à Hello Ui Hết hồn ông nội Lên đây hồi nào vậy Thấy mình mẩy cũng dơ á Xuống dưới đây tắm đi <laughs> công nhận anh heo đó lặn giỏi thiệt Còn bây giờ chúng ta đi tìm nhà của con rồng mập thôi Ui Trời ơi Hên là mặc cái quần sắt chứ nếu không trái cái quần luôn rồi Biết mình thích đọc sách cái thả ngay thư viện luôn ta Có sách gì hay không Wow ủa rồi không lẽ bây giờ mình đi đào sắt để làm cái đe nữa ta ừ. thôi trả lại nè hôm nay không có tâm trạng đọc sách hello trời ơi tắm suối nước nóng nha con mấy thanh niên này cũng vậy vô từng đứa từng đứa không được nóng nha trời ơi Mấy nay trời mưa lạnh lạnh tắm suối nước nóng hết bài luôn Dĩ nhiên là con rồng cũng có phần rồi Nhưng để đặc điểm hồi sinh ở đây cái đã Vô đây là phải làm một cây cung Tiến lên Mình sẽ xây một cái hồ bơi ở đây Hồ bơi bự bự xíu Tại con rồng nó mập lắm Ok Đổ nước vô Ui con rồng xuống luôn rồi kìa Ui, mình không bưng được con rồng hả? Rồi rồi, tới công chuyện mấy bạn ơi Trời ơi, bé róc mình bưng còn được Mà con rồng tại sao không ta? Thôi, để đó tính sao Phá mấy cái trụ hồi máu cái đá Hello bé rồng Ui da Xém nữa là bay màu Trong khi chờ đợi dẫn mấy anh da đen đi tắm suối nước nóng mới được Anh trai này đi Wow Hay là tắm nước miếng Thôi tắm suối nước nóng đi sạch hơn Đúng rồi Đúng rồi Biến đi đâu mà biến Ở đây cho anh Tắm sạch thì anh mới cho đi Trời ơi anh Enderman biến hóa khung lường Vậy mà mình còn khống chế được Vậy mà không làm gì được con rồng Bực ghê Ui da, ui da Em biết rồi, em biết rồi Anh muốn tắm thì anh nói nhẹ em một tiếng chứ có gì đâu mà khăn đúng không Tắm sạch em mới cho đi Chờ em xíu Hư nè Kém hai cái làm gì căng dữ vậy Ngốc nghếch khờ khạo Trời ơi, cái rìu sắt này chém mạnh dữ Để mình dịch chuyển cái khói này ra chỗ khác cho con rồng nó đậu xuống thấp hơn Yeah Đúng rồi, chui vô Hư nè Mình đứt dưới đây sao nó thấy được đúng không Yeah Đau rồi chứ gì Trong khi chờ đợi mình tắm xíu anh ha Còn anh nào muốn tắm nữa Bữa nay hồ bơi mở cửa miễn phí luôn Ui 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 Vào vị trí liền Hư nè Công nhận cây rìu sắt này thô sơ Mà chém mạnh dữ hôm nay mình nâng được cả thế giới thậm chí cả Bedrock. mà không nâng được con rồng mình bực ghê để thử cái trứng này coi ủa đâu mất tiêu rồi à thì ra ở đây ui Thôi kệ nó đi ngày hôm nay mình cũng không có thèm ăn trứng cho lắm Mà mình thèm mấy anh da đen này nè Đúng rồi Đi theo em về thế giới bên kia nha Vô đây Các bạn biết để ăn chi không Hôm nay mình cần nhờ mấy anh da đen sửa dùm cái chiếc xe đạp Hôm qua chở cờ rết làm sao nó cong cái niền luôn rồi Bạn nào muốn sửa xe đạp á Thì bấm đăng ký Mình với mấy anh da đen qua sửa cho nha